Chúng em dùng nó để chia khách hàng sản phẩm tốt nhưng chỉ với giá như vậy. Hiện tại nhưng bán rất chạy, có thể sắp cháy hàng rồi đó chị ạ. Trước tiên em lời cách nhìn nhận của khách hàng, sau đó trực tiếp nhấn mạnh ưu điểm của sản phẩm, đồng thời để khách hàng có cảm giác bạn đang thực sự trên góc độ của khách hàng để suy nghĩ cho họ. Cuối cùng khéo léo dẫn dắt để tạo áp lực cho khách mua hàng. Quan điểm của tác giả là tất cả hàng tồn kho đều không phải sinh ra đã có khuyết điểm, mà chính là bởi không được chấp sợ nó tốt sau khi sinh ra. Mở rộng, học tập, con đường nhanh nhất để nâng cao sức cạnh tranh của cửa hàng. Sức cạnh tranh của thị trường bán lẻ càng ngày càng khốc liệt, trong khi cách thức cạnh tranh của mỗi cửa hàng lại không giống nhau. Cho dù là phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, thúc đẩy quảng cáo hay là hiện tượng, cửa hàng đều đang theo nhau phát triển, đến cuối cùng lại phát hiện ra người khác làm đạt được hiệu quả, đến lượt mình thì lại càng ngày càng kém đi. Như vậy có nghĩa là sức cạnh tranh của doanh nghiệp mãi mãi dừng lại ở vạch thấp nhất. Vậy làm thế nào để có thể gia tăng sức cạnh tranh bán hàng từ cái căn bản nhất? Năm 2007 và 2008, tôi vẫn luôn đào tạo kinh doanh cho công ty không gian hẹp iVision. Tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây những kinh nghiệm khiến công ty này thành công một cách nhanh chóng nhất. Trước tiên, các lãnh đạo công ty rất coi trọng việc nâng cao tố chất bán hàng cho nhân viên. Hàng năm, công ty đều đầu tư một lượng lớn nhân tài, vật lực cho các chi nhánh công ty trên cả nước, đảm bảo các cuộc đào tạo cho toàn bộ nhân viên ở khắp mọi nơi được diễn ra một cách thuận lợi. Đồng thời, cho dù thời gian có căng thẳng thế nào, nhiều việc cần giải quyết đến đâu, các lãnh đạo cấp cao đều cố gắng tham dự đầy đủ và đọc diễn văn chào mừng cho mỗi đợt tập huấn. Tiếp đó, phải kiên trì theo nguyên tắc tìm đầu vào. Hàng năm, công ty đều tổ chức khóa đào tạo bán hàng, đồng thời luôn kiên trì tìm kiếm nhân tài trên cả nước, sau đó đưa về tổng công ty đào tạo. Sau khi tham gia các bài trong khóa học đào tạo, thì một lần nữa, nhân viên được giới thiệu về lịch sử phát triển cũng như văn hóa công ty, các kiến thức về sản phẩm, nâng cao kỹ năng bán hàng giúp người bán hàng đến gần hơn, có cảm tình hơn với thương hiệu và sản phẩm của công ty. Cuối cùng, kiên trì áp dụng nguyên tắc đi ra ngoài. Hàng năm, công ty đều có cuộc tập huấn trực tiếp ở những cửa hàng trọng điểm trên một địa phương. Thực tế, đào tạo chứng minh chỉ cần chọn đúng nội dung và giáo viên đào tạo, rất nhiều tổng đại lý, ông chủ của các cửa hàng, người quản lý cũng như nhân viên bán hàng đều vô cùng hoan nghênh những buổi đào tạo như thế này, đồng thời hiệu quả đem lại vô cùng rõ rệt. Chính vì công ty không gian hẹp iVision vô cùng coi trọng việc đào tạo bán hàng, nên chỉ sau 5 năm, sức cạnh tranh như sức tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng lên mạnh mẽ, niềm tin và sự trung thành của khách hàng dành cho sản phẩm lại ngày càng vững vàng. Những cửa hàng kinh doanh độc quyền giảm dần, lợi nhuận từ việc bán hàng trực tiếp lên tới 90%. Việc đào tạo bán hàng trực tiếp sản phẩm cho khách hàng đã trở thành chiêu bán hàng dẫn dụ khách hàng. Đương nhiên, công ty đã tạo nên vị thế và ngưỡng mộ trong ngành nội thất, có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường nói chung. Đấy là em Hoài Hương vừa đọc phần 10, 20. Phần 20 có nội dung cốt lõi là khi thanh lý hàng tồn kho, khách hàng sẽ chê và nói là đây hình như là mẫu cũ, sao lại lôi ra bán chứ? Có nghĩa là nhưng tác giả có những cái tình huống phản hồi sai khi chúng ta khẳng định lại là hàng mới của bên em 2 hôm nữa mới về. Tức là khi khách hàng mà phản hồi là đây là hàng cũ thì cái nhân viên bán hàng đó lại cũng khẳng định lại với khách hàng là đây là hàng cũ và hàng mới 2 ngày nữa mới về cơ ạ. Thì chúng ta thấy cái câu nói này như nào? Thì nó thực sự không có ứng dụng với CV chúng ta, không với thực phẩm chức năng của chúng ta. Nhưng mà trong cách bán hàng mà
Ví dụ mà là những hàng sản phẩm này là cũ rồi, bây giờ ra nhiều mẫu mới lắm, thì chúng ta cũng sẽ cảm giác là nếu chúng ta khẳng định điều đó thì chắc chắn là chúng ta âm thầm là thừa nhận với khách hàng là đây là những không sản phẩm không hot. Ví dụ bộ ba thanh lọc mà chúng ta nói rất là nhiều rồi, nhưng chúng khách hàng nói là ôi cái bộ này lâu rồi, chỉ biết lâu rồi, cũ rồi, không phải hàng mới nữa đâu. Nếu chúng ta khẳng định điều đấy, thừa nhận điều đó, hay là chúng ta sẽ có phương án trả lời như nào để hợp lý ạ? Theo em Hoài Hương nhá, nếu mà họ nói là bộ ma thanh ở ngoài lâu làm rồi, chị biết cách đây đến 10 năm nay rồi, nó đâu phải là hàng mới nữa đâu, mà em chia sẻ thì em Hương sẽ vẫn cứ lắng nghe và thấu hiểu đồng cảm với khách hàng. Bởi vì trong tất cả nội dung bao trùm cuốn sách này, tác giả luôn là nói với chúng ta rằng là chúng ta luôn biết cách đặt câu hỏi và đồng cảm với những ý kiến phản đối của khách hàng. Và đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ đồng cảm và chúng ta sẽ mỉm cười và nói với khách hàng rằng đúng, chị nói là mẫu này là cũ là đúng rồi. Tập đoàn ra đời từ năm 1996, nó đã có sản phẩm rồi. Nhưng theo chị, đấy, bắt đầu chúng ta đặt câu hỏi. Theo chị, bây giờ môi trường chúng ta độc tố như thế nào ạ? Và hàng ngày chúng ta ăn uống như thế nào ạ? Và đặt những câu hỏi để cho khách hàng tự trả lời rằng là thanh lọc cơ thể luôn luôn là mẫu mới và hot nhất, để hiểu rằng đó là những sản phẩm luôn luôn không có, nó được phát minh sáng chế ra từ năm 1996, nhưng sản phẩm nó ngày nào cũng là ngày mới, bởi vì ngày nào chúng ta cũng sẽ là ngày phải đào thải hay là nó giảm. Đây là chúng ta sẽ đặt câu hỏi để khách hàng sẽ tự trả lời cho chúng ta rằng là à, hóa ra là ngày chúng ta đang sống trong một môi trường độc hại, ăn uống độc hại, và hàng ngày cơ thể chúng ta không được tắm giặt quét dọn bên trong, chỉ có bên ngoài mới là được tắm giặt thôi, còn bên trong phải làm cách nào để đào thải để làm sạch nó. Đấy là câu hỏi thì khách hàng sẽ tự trả lời là à, đây là sản phẩm mà hàng ngày chúng ta phải cần, đúng không nhỉ? Đấy là cái cách mà theo ai hương. Thì có ai có cách khác khi mà khách hàng phản hồi là đây là sản phẩm cũ không ạ? Và cái cách phản hồi sai thứ hai nè, tác giả cũng đưa ra tình huống là hàng năm hàng này năm nay vẫn hot đấy ạ, có nghĩa đưa vào quảng cáo vậy thì tâm lý của khách hàng sẽ nghĩ rằng là đây là cái lời quảng cáo thôi. Người bán hàng nào chẳng nói là hàng mẫu, hàng hot, hàng đang bán chạy. Nhưng người ta đã bảo là biết là từ rất lâu rồi thì làm gì có chuyện là ưu điểm hàng mới nữa, đúng không nhỉ? Và cách phản hồi sai thứ ba lại khẳng định lại là đúng vậy, đây là hàng năm ngoái và còn tồn một chút nữa. Thế là thôi, nói là hàng tồn một chút nữa coi như là bảo mình là hàng ế chứ là gì, đúng không ạ? Do vậy chúng ta đều quay lại cách phản hồi sai thứ nhất. Mà như em Hải Hương, cái quan điểm vừa nói, chúng ta sẽ đặt câu hỏi để cho khách hàng tự trả lời và khẳng định rằng, để tức khách hàng sẽ hiểu và khẳng định rằng là đây là sản phẩm luôn luôn hot, luôn luôn mới và không bao giờ là hàng tồn kho cả. Còn ai có muốn chia sẻ thêm quan điểm gì nữa không ạ? Và những cái câu mẫu ấy, khi mà tác giả có hai cái mẫu, mẫu A và mẫu B, thì khi đấy đấy là cái sự quan điểm đồng cảm ấy. Khi tác giả nói về hàng tồn kho, hàng gọi là bị ế, thì chúng ta lại luôn luôn có cách đồng cảm. Thì thâu suốt những cuốn sách thì bao giờ tác giả cũng dạy chúng ta rằng là cứ đồng cảm, lắng nghe thấu hiểu đồng cảm, sau đó chúng ta đưa ra những ý kiến phản luận. Phản luận đây không phải là tranh cãi đôi co, mà phản luận đây là chúng ta đặt những câu hỏi dễ thương với khách hàng, và từ những câu phản luận đấy ngược lại thành câu hỏi để cho khách hàng hiểu rằng đây là những cái tiêu chí mà chúng ta luôn đưa ra, nó không phải là hàng ế, không phải là hàng mẫu cũ, không phải là hàng khó bán đó. Thì không ai có câu phản luận nào nữa, đọc tiếp phần 21. Em có ý kiến ạ. Ok, em chị mời Thủy. Theo em á thì làm cái cuốn sách này thì tác giả sẽ đề cập chung ở tất cả mặt hàng, ví dụ như những cái hàng mẫu cũ này là thường là cho thời trang
hoặc là giày dép gì đó, thì em nghĩ là nó sẽ ấy hơn. Còn riêng đối với các mặt hàng của chúng ta là ví dụ về thực phẩm chức năng hoặc mỹ phẩm, thì thường là mình sẽ nói là cái sản phẩm này nó cũ nhưng mà nó có giá trị, đúng không? Nó có giá trị thì nó mới tồn lại theo thời gian và đã được rất là nhiều người, đúng không? Rất là nhiều người, hoặc rất là nhiều đời, hoặc rất là nhiều thế hệ kiểm nghiệm và kiểm định sử dụng. Tại vì là kết quả thì là dựa trên sự trải nghiệm và kiểm nghiệm mà, đúng không ạ? Cho nên là gọi là thí nghiệm ấy ạ. À, ví dụ trong ngành y là gọi là thí nghiệm, thì đây là được rất là nhiều nhiều đời, nhiều người, nhiều nhiều khách hàng trải qua nhiều thế hệ gọi là trải nghiệm và sử dụng rất là hiệu quả, cho nên là cái sản phẩm tốt thì nó mới có tồn tại theo thời gian đến bây giờ. Theo em hiểu là như vậy đối với ngành thực phẩm chức năng và đặc biệt mỹ phẩm cũng thế, nó nhiều người sử dụng tốt rồi cho nên là nó mới có chỗ đứng thông trong trong gọi là thị trường hoặc là trong thương hiệu chẳng hạn. Nếu mà khi mà khách hàng nói là sản phẩm này cũ thì em sẽ trả lời như vậy đối với sản phẩm siêu riêng của chúng ta, đúng không ạ? Còn các cái sản phẩm mà ví dụ như là giày dép rồi thời trang rồi áo quần ấy ạ, à, rồi những cái sản phẩm mà mang gọi là mang tính hot hoặc là thời thượng gì đó thì nó mới áp dụng những cái này thì nó sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Tại vì cuốn sách này là tác giả ấy chung cho tất cả các mặt hàng, cho nên là mình sẽ áp dụng lồng ghép làm thế nào đó mà phù hợp hơn với cái mặt hàng của mình. Dạ, em cảm ơn chị Hương Trang chia sẻ, cảm ơn cả nhà lắng nghe. Cảm ơn Thanh Tỷ. Anh nhìn thấy cánh tay của chị Quý Vũ nó xuất hiện. Em ơi chị Quý Vũ, một chủ tiệm giày dép đây, xem ứng dụng những cái câu như thế nào có hợp lý không? Em xin Khách chào hàng cả phản nhà. biện Khách hàng có thể phản về. hồi là ôi mẫu này cũ rồi, nhưng mà em sẽ nói một cách theo em là chị có thể giảm giá cho em vì nó còn có một size nhỏ nhất hoặc một size to nhất thôi. Mà hàng này thì em thấy đấy, cái mẫu này nó không bao giờ đổi mẫu. Em có thấy các cái thương hiệu lớn như kiểu Nike hoặc là Adidas không? Các cái mẫu thể thao của nó không bao giờ đổi đâu. Mà các cái form dáng cũng với kể cả hàng Biti. Và còn các cái hàng này thì lúc nào nó cũng mẫu như này hết. Nó chỉ khác có mỗi cái đường vân hoặc là một chút xíu thôi. Còn riêng form dáng giày nó không bao giờ đổi. Đấy, đấy là cách nói của em. Và em bảo còn một size nhỏ thì chị sẽ bán sale cho em. Em thích thì đi vừa chân thì chị bán vậy thôi, không thì em chọn mẫu đơn giản, em chỉ còn mỗi thế. Còn sản phẩm của chúng ta thì em sẽ bảo là cái bộ ba thanh lọc này thì nó đã là rất là độc quyền rồi, hầu như là các hãng khác không bao giờ có làm được cái bộ ba này. Mà đơn giản anh cứ dùng thì anh sẽ biết, và anh biết là cái hiệu quả của nó như nào, hoặc là cái để anh nhận được nó như nào. Quan trọng là anh dùng và anh cảm nhận, và tất cả mọi thứ được thuộc về anh, chứ em không bao giờ nói là cái này nó như thế nào nữa. Chỉ nói bảo là khách hàng cứ dùng và trải nghiệm là khách hàng biết, em không nói nhiều. Em nói nhiều thì anh cũng không thể tin được, chỉ anh hoặc chị đấy. Có thế thôi, em trả lời rất đơn giản cả nhà lắng. Cảm ơn chị. Đúng là gọi là chúng ta làm dâu nhìn họ, khách hàng chúng ta có khách hàng thị trường ấm nóng lạnh ở ngoài thị trường chúng ta rất là nhiều, mà khách hàng lạnh chúng ta đến hàng trăm gần trăm triệu dân bây giờ, đúng không? Thì rất nhiều cách phản hồi phản biện khác nhau, và mỗi người có một cách chê bai khác nhau, và chúng ta cũng lựa theo chân dung khách hàng để mỗi chúng ta đều có một cách chuyển hóa với khách hàng để phù hợp nhất với từng con người, thì chúng ta có thể là chia sẻ được giá trị sản phẩm và bán được hàng. Vâng, Hoài Hương sẽ đọc tiếp phần 21. Nếu so sánh sản phẩm của mình với cửa hàng bên cạnh, anh cảm thấy sản phẩm của họ như thế nào? Tình huống cụ thể, các bạn đã gặp tình huống như vậy bao giờ chưa? Nếu có, thì tôi nói cho bạn nghe này, cơ hội tốt nhất, chốt đơn đã đến rồi, hãy nắm bắt lấy nó nhé. Thực ra, khi đi mua hàng, khách hàng khó tránh khỏi việc sẽ so sánh sản phẩm của nhiều hãng khác nhau. Thế nhưng, có khi khách hàng lấy sản phẩm của chúng ta so sánh và hỏi ý kiến của chúng ta. Giải quyết được vấn đề này quả thực là khó khăn, nhưng nhân viên không có kinh nghiệm sẽ lúng túng hoặc mất tự tin, từ đó làm giảm nhiệt tình mua hàng của khách hàng. Thực ra, khi gặp tình huống này, người bán hàng phải hiểu chúng ta đang căn bản không cần phải giúp khách hàng so sánh sản phẩm của các nhà với nhau, mà chỉ cần nói rõ ưu điểm sản phẩm của chúng ta, đồng thời tuyệt đối không được hạ thấp sản phẩm của bên khác là được. Đó,
cái chỗ phần này thì chúng ta thấy thế nào? Rất nhiều các loại sản phẩm thực phẩm của các tập đoàn khác nhau, và khi mà nói đến series chúng ta bây giờ thì quảng bá truyền thông và rất nhiều mọi người biết được ở trên truyền thông, và chúng ta có những quảng bá marketing rất mạnh rồi thì nhiều người biết đến series, và chúng ta có một cái thương hiệu lớn ở thị trường Việt Nam rồi, nói đến series thì nhiều người biết, người dân Việt Nam biết rồi. Nhưng mà từ trước đây á, trước đây mọi người đúng không, khi mới về thị trường Việt Nam mà nói là bảo trên thị trường thế giới được 10 năm, 20 năm rồi, rất nhiều người nói là không biết, bác không biết CBD là gì, bác chỉ biết Herbalife, bác chỉ biết Amway, bác chỉ biết một số công ty khác, đúng không? Của Mỹ thôi, hoặc là bác chỉ biết sản phẩm của Úc thôi, họ không hề biết CBD chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ nói nhà, và ở đây tác giả có nói rằng chúng ta không cần phải nói quá nhiều, chúng ta chỉ cần nói ưu điểm sản phẩm chúng ta thôi. Và có một cái điều cấm kỵ tuyệt đối là khi mà họ nói về những sản phẩm của các tập đoàn khác thì chúng ta lại chê bai sản phẩm khác, chúng ta đưa sản phẩm chúng ta, thì tác giả cũng nhấn mạnh là điều cấm kỵ tuyệt đối, không được chê họ và khen mình trước mặt khách hàng, mà chúng ta chỉ có đưa ra cái điểm ưu điểm khác biệt, chúng ta đặt câu hỏi để chứng minh cho khách hàng đây là sản phẩm ưu việt và chỉ có của tập đoàn chúng ta, CV chúng ta mới có. Ví dụ như chúng ta nói về sự khác biệt, nhưng nguyên lý bản quyền của chúng ta là thanh lọc năng lượng cân bằng, và nói một số cái ưu điểm khác biệt của sản phẩm cho khách hàng nghe để khách hàng thấy rằng là đây là những sản phẩm đúng là nó có điểm khác biệt. Chứ chúng ta không được phép chê, chê là ôi sản phẩm của ông này đắt lắm, sản phẩm của ông này nó chỉ là giá trị dinh dưỡng thôi, nó không có giá trị gì đâu, sản phẩm này thế loại thế kia, thế thì chúng ta hoàn toàn đã thất bại ngay từ ban đầu. Và cách phản hồi sai tác giả cũng đưa ra đây ạ, điều này khó nói lắm, đều tốt như nhau cả mà. Đó, phản hồi sai thứ hai, mỗi sản phẩm đều có ưu điểm riêng, cần xem sở thích của từng người. Phản hồi sai thứ ba, không hiểu sản phẩm, tôi không hiểu sản phẩm khác lắm. Phản hồi sai thứ tư, họ chỉ được cái mạnh mẽ về quảng cáo thôi. Đấy, trước đây CV chúng ta chưa quảng cáo thì chúng ta lại nói cái câu này vâng, họ quảng cáo nhiều thì nhiều người biết, chúng em không quảng cáo thì chúng em giá thành thấp, chúng em ít người biết. Đấy, phản biện thế luôn. Đấy là những cách phản hồi mà tác giả nói là chúng ta không nên nói như vậy, và chúng ta đi vào xem tác giả phân tích như thế nào nhé. Điều này khó nói lắm ạ, đều tốt như nhau cả mà, và mỗi sản phẩm đều có ưu điểm riêng, cần xem sở thích của từng người, cho khách hàng cảm giác nói mà không như nói ấy, khiến khách hàng càng thêm hoang mang, cảm thấy người bán hàng không có trách nhiệm gì cả. Tôi không hiểu sản phẩm khác lắm, chỉ có thể chứng minh người bán hàng không chuyên nghiệp, không hiểu về sản phẩm cạnh tranh, do nó khó lấy được lòng tin của khách hàng. Họ chỉ có cách cái mạnh để quảng cáo thôi. Trong lời nói có ý hạ thấp sản phẩm cạnh tranh, cùng với việc hạ thấp sản phẩm cạnh tranh sẽ tự hạ thấp hình tượng của bản thân và hạ thấp giá trị của sản phẩm mình đang bán. Đấy. Do vậy tác giả đưa ra bốn cái cách sai mà chúng ta đều có cách nói đấy, thì gần như là thể hiện chúng ta là người bán hàng không chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp, và là tác giả nói là khi chúng ta nói thế chúng ta tự hạ thấp mình, bởi vì không chuyên nghiệp là tự hạ thấp mình dưới một cái level nó rất là thấp, và cái tâm lý của người đi mua hàng thấy cái người bán hàng không chuyên nghiệp, không có kiến thức về sản phẩm đó, thì cái người bán hàng đó tự cho tự hạ mình, và chắc chắn khách hàng đó sẽ cảm thấy là mình đang mua một thực phẩm để đưa vào cơ thể mình uống để bảo vệ sức khỏe mình, mà lại gặp một cái người mà đang tư vấn này không chuyên nghiệp, nói không hiểu về sản phẩm lắm, thì tự dưng mình sẽ do dự, mình sẽ không tin, dù có biết cái người này như thế nào nhưng mình sẽ tự dưng sẽ hoài nghi và không tin họ, bởi vì sản phẩm để đưa vào chăm sóc cơ thể mà lại có những ngôn từ nói là không biết, không hiểu sản phẩm khác lắm, thì khác gì nói rằng mình cũng không hiểu sản phẩm của mình chỉ là mong muốn bán hàng được xả tới khách hàng mua hàng thôi. Đấy là ý kiến của khách giả, của tác giả nói về điều này, và tác giả cũng đưa ra những phương án giải quyết như sau.
cạnh tranh ngoài cửa hàng không giống như chiến đấu trên chiến trường. Chiến trường không nhất thiết phải đánh đến mức phân thắng bại. Nếu chúng ta gây thù chuốc oán ở khắp mọi nơi, vậy chúng ta khó có thể sống sót được. Thế nhưng hiện nay có rất nhiều cửa hàng lãng phí quá nhiều tài nguyên vào đối thủ cạnh tranh mà bỏ qua việc quan tâm thực sự đến khách hàng. Thực chất sự tranh khách thị trường chính là tranh giành tài nguyên khan hiếm. Đó, tác giả có nói là ở đây thực sự không quan tâm đến những cái đối thủ cạnh tranh, mà chúng ta hãy quan tâm khách hàng, sản phẩm của chúng ta, và quan tâm đến khách hàng chúng ta đang cần gì ở đây thôi ạ. Tài nguyên khan hiếm nói đến đây chính là khách hàng là mục tiêu. Đó, khan hiếm chính là khách hàng mục tiêu. Chỉ cần giành được khách hàng mục tiêu thì có nghĩa là bạn đánh bại được đối thủ rồi. Hạ thấp sản phẩm cạnh tranh và nâng cao sản phẩm của mình thực chất không thể lấy được lòng tin của khách hàng, càng không thể thúc đẩy được khách hàng, cho dù rằng là trước mắt hay trong tương lai, đây không phải là cách làm đúng đắn. Và dù thế nào đi chăng nữa, người bán hàng cũng không nên hạ thấp sản phẩm của đối thủ. Thay vào đó, chúng ta có thể nhấn mạnh mỗi sản phẩm đều có đặc trưng riêng, sau đó nêu ra vài điểm khác biệt của sản phẩm. Chỉ cần nói sơ qua về sản phẩm cạnh tranh, nói thật kỹ về ưu điểm của sản phẩm bên mình, đồng thời kết hợp ưu điểm của sản phẩm bên mình với yêu cầu của khách hàng để kích thích mong muốn mua hàng của họ. Và câu nói mẫu mẫu A chè thương hiệu X mà chị nhắc tới cũng rất tốt đó. Hai thương hiệu đều có những đặc điểm riêng của mình, chủ yếu cần xem sở thích và yêu cầu của chị thôi ạ. Ưu điểm sản phẩm của chúng em là em thấy điều này hợp nhất với chính với chị chính là giải thích. Trước tiên, giải quyết vấn đề của khách một cách đơn giản, nói cho khách hàng hiểu sản phẩm tốt không nằm ở việc thương hiệu có nổi tiếng hay không, mà quan trọng nó có phù hợp với mình hay không. Sau đó giới thiệu tỉ mỉ cho khách hàng về ưu điểm sản phẩm của mình. Cuối cùng, nói cho khách hàng nghe vì sao sản phẩm của chúng ta phù hợp với khách hàng hơn. Đó, tác giả có giải thích rất là cặn kẽ cho chúng ta biết là khi mà giải quyết được vấn đề khách hàng xong, nói giới thiệu cho khách hàng xong thì chúng ta thực sự tại sao sản phẩm CV chúng ta có những tiêu chí, ba tiêu chí hướng tới là thực sự thiên nhiên thôi. Thực sự CV là thực sự thiên nhiên, hoàn toàn thiên nhiên, thực sự sáng tạo và hướng tới cộng đồng. Khi mà chúng ta vẽ được khách hàng nhu cầu của khách hàng mong muốn gì rồi thì chúng ta sẽ tìm được cái ưu điểm để xem phù hợp với khách hàng đó hay không, và chúng ta sẽ giới thiệu với khách hàng đó. Khi khách hàng vào cửa hàng, khách hàng mong muốn tìm sản phẩm như thế nào thì chúng ta đã khơi gợi được ngay từ ban đầu khi khách hàng muốn bước vào cửa hàng chúng ta. Ví dụ khách hàng bước vào, khách hàng muốn tìm một sản phẩm để làm đẹp chống lão hóa thì chúng ta đã biết được nhu cầu khách hàng đang muốn trở nên xinh đẹp và kéo dài tuổi thanh xuân lâu hơn. Thì chúng ta nắm bắt được ưu điểm đó rồi, chúng ta sẽ dựa trên cái ưu điểm, cái nhu cầu khách hàng đó, chúng ta giới thiệu sản phẩm cho khách hàng và đặt câu hỏi cho khách hàng để nói. Thì sau khi khách hàng chia sẻ xong thì chúng ta nói về tính năng sản phẩm, thì chúng ta tìm những sản phẩm phù hợp với khách hàng để đưa ra khách hàng sẽ tốt hơn nhất. Và mẫu B hướng dẫn chị à, thương hiệu mà chị nói cũng có đặc điểm đặc sắc riêng, cũng là thương hiệu rất tốt đó. Thực ra mà mua hàng không nhất thiết phải xem hàng nào là tốt hơn hàng nào đâu ạ, mà quan trọng là phải xem yêu cầu của bản thân mình là gì để đưa ra quyết định. Chị cho em hỏi, khi mua hàng chị coi trọng vấn đề nào không? Sau đó dẫn dắt khách hàng nói ra yêu cầu của mình về sản phẩm và người bán nói tiếp. Nếu làm như vậy, em nghĩ rằng sản phẩm của bên em thích hợp với chị hơn đó, bởi vì điểm mạnh của sản phẩm này là đó. Chị à, em nói tốt đến mấy cũng không bằng chị tự trải nghiệm thực tế. Nào, mời chị qua bên này. Đấy, đấy là cái cách mà anh vừa nói đó. Chúng ta không phải quảng cáo quá mức
và chúng ta đặt câu hỏi để xem nhu cầu như thế nào, thì chúng ta sẽ nói cho khách hàng. Thì tác giả phân tích rất kỹ kỹ lưỡng rồi, chúng ta cứ đọc kỹ từng ngôn từ này. Thực ra mua hàng không nhất thiết phải xem hàng nào là tốt hơn đâu ạ, mà quan trọng là xem yêu cầu của bản thân mình là gì để đưa ra quyết định thôi ạ. Đúng ạ, tác giả nhấn mạnh và lấy là câu giải thích hoặc là câu mẫu luôn. Và giải thích là trước tiên chúng ta cần khen ngợi mắt nhìn của khách hàng, nói khách hàng nghe mấy thương hiệu này đều rất tốt, để khách hàng có đánh giá tốt về bạn. Tiếp đó nói với khách hàng thực ra mua hàng không nhất thiết phải xem ai tốt ai xấu, mà quan trọng là sản phẩm phù hợp với yêu cầu của mình không, đồng thời coi đây là sợi dây kết nối để tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, sau đó dựa vào yêu cầu của khách hàng để giới thiệu sản phẩm của chúng ta, để rồi dẫn dắt khách hàng trải nghiệm sản phẩm. Quan điểm của tác giả, cạnh tranh chính là cuộc tranh giành khách hàng tiềm năng, và hạ thấp đối thủ cạnh tranh không giúp chúng ta được lòng tin của khách hàng. Tác giả nhấn mạnh rất kỹ ạ. Thương trường là chiến trường. Khi chúng ta cạnh tranh khách hàng là tiềm năng, và khi chúng ta nói xấu các cái sản phẩm bên cạnh, sản phẩm của công ty khác, sản phẩm khác của các nước khác, là đấy là tự chúng ta hạ thấp mình và không bao giờ lấy được niềm tin của khách hàng. Nên là tác giả nhấn mạnh chỉ bằng hai dòng thôi mà tác giả nhấn mạnh rất kỹ cho chúng ta thấu hiểu rằng việc đó chúng ta tối kỵ ích vào, không bao giờ được điều đó. Mở rộng kinh doanh ở cửa hàng không cần phải chạy theo trào lưu. Trong kinh doanh có một hiện tượng rất không hay, đó chính là nhiều cửa hàng rất thích bắt chước và chạy theo trào lưu, thấy người khác làm gì đó có hiệu quả là ngay lập tức làm theo. Thấy nhà bên cạnh kinh doanh mỹ phẩm thành công kiếm nhiều tiền nên cũng mở một cửa hàng giống y như vậy, cuối cùng mới phát hiện ra việc kinh doanh của họ cũng không hề dễ dàng. Từ đó bắt đầu cuộc chiến tranh về giá cho đến khi cả hai lưỡng bại câu thương mới thôi. Thực ra bản thân việc làm theo không hề có vấn đề gì cả, quan trọng là chúng ta phải biết cách tham khảo để làm tốt hơn cái trước. Dưới đây là một số câu chuyện khá hay về vấn đề này. Nhà của một gia đình nọ nằm ven bên đường liên thôn, nơi nối giữa hai thị trấn, chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng rau, nhưng về việc thiếu phân bón cho rau khiến họ rất buồn phiền. Một ngày, ông chủ kia bỗng nảy ra ý định, trên con đường này người buôn bán qua lại rất tấp nập, nếu dựng một nhà vệ sinh ở bên đường thì vừa có thể tiện lợi cho người qua đường, lại giải quyết được vấn đề phân bón. Thế là anh ta dựng một nhà vệ sinh đơn giản bằng trúc và có cỏ tranh. Quả nhiên những người qua đường rất tán thưởng việc này. Từ đó phân bón cho cây luôn đầy đủ, các loại rau củ phát triển tự tốt. Đối diện nhà họ có một hộ gia đình sống bằng nghề trồng trọt, thấy hàng xóm thu hoạch rất tốt thì lấy làm ngưỡng mộ, lòng thầm nghĩ mình cũng xây một nhà vệ sinh bên đường. Hơn nữa để thu hút nhiều người đến, mình sẽ xây một nhà vệ sinh thật sạch sẽ, đẹp mắt, rộng rãi và sang trọng. Thế là anh ta xây một nhà vệ sinh bằng gạch, bên trong chát vôi, rộng gấp đôi nhà vệ sinh của nhà đối diện. Sau khi làm xong, anh thấy vô cùng hài lòng. Thế nhưng nhà vệ sinh ở bên đường kia vẫn người ra vào tấp nập, còn nhà vệ sinh mới của anh thì lại chẳng thấy bóng ai cả. Anh ta lấy làm kỳ lạ, bèn hỏi một người qua đường vì sao lại vậy. Thì ra nhà vệ sinh mà anh ta xây dựng quá đẹp, quá sạch, mọi người sẽ cho rằng đây là cơ bản, không phải là nhà vệ sinh, nên mỗi người qua muốn đi sẽ vội vàng sang nhà vệ sinh bằng có tranh kia chứ không chạy sang bên này. Kinh doanh vốn không cần tính toán nữa, thận trọng, nếu thấy đối thủ cạnh tranh
sử dụng phương pháp nào đó, chúng ta chưa suy nghĩ chu toàn và lên kế hoạch tỉ mỉ, đã vội vàng làm theo thì rất dễ rơi vào tình cảnh bị động và thất bại. Vì vậy, khi làm bất kỳ việc gì ở chúng ta cũng cần lên kế hoạch trước, nếu không sẽ gặp thất bại. Việc khảo sát và tìm tình hình trước nó vô cùng quan trọng. Hơn nữa, không phân tích tỉ mỉ, kỹ càng đã lao ra làm theo cách đó thì khó có thể cạnh tranh được thực sự. Mọi người thứ hai câu chuyện này thế nào? Một anh nhà nọ thì thấy rau của nhà mình nó cũng không ấy, nhưng mà nó thể hiện sự cạnh tranh, có nghĩa bắt chước y chang như vậy. Có nghĩa nhà mi làm xấu rồi, nhà ta sẽ làm đẹp hơn, để nó sức hút hơn. Nhưng mà làm đẹp như vậy thì rất là ưng ý rồi, nhưng quay ra thì khách hàng cũng trả lời luôn, đây không phải đơn thuần là nhà vệ sinh mà nó còn có rất nhiều mục đích tốt đẹp khác. Và nhà vệ sinh đẹp trang hoàng này thì chắc chắn rằng tác giả có nói rằng nó quá sạch sẽ, và mọi người sau đây không phải là nhà vệ sinh mà nên là những người quá muốn đi sẽ vội vàng chạy sang nhà vệ sinh bằng cỏ tranh chứ không chạy sang bên này. Tức là tác giả nhấn mạnh là chúng ta không nên làm bắt chước mà làm kiểu làm hoành tráng hơn. Thì khách hàng khi người ta đã có niềm tin bên kia rồi thì hoành tráng đến mấy cũng không có niềm tin bên mình. Cho nên chúng ta đấy là phương pháp chúng ta không nên dùng. Không nên dùng. Chúng ta có cái lời chia sẻ gì ở cái phần này không ạ? Kinh doanh vốn không cần tính toán thận trọng như vậy đâu ạ. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta một khách hàng đi vào chúng ta cứ tính toán lại. À, khách hàng này hôm nay chúng ta vào chúng ta phải bán được cho họ những sản phẩm này, trị giá từng này tiền, từng này tiền, luôn luôn muốn lôi tiền lấy tiền khách hàng vào mình, thì chúng ta cứ âm thầm gieo tiềm thức đấy là chắc chắn chúng ta toan tình đấy, chúng ta sẽ không thể bán được hàng cho khách hàng mà chúng ta sẽ thất bại, hoặc là bán được một lần nhưng lần hai họ sẽ không có niềm tin chúng ta, họ sẽ rời chúng ta đi và chúng ta sẽ không bán được lại đâu ạ. Đấy là cái cách mà tác giả nhấn mạnh là kinh doanh vốn không cần quá tính toán, không cần quá tính toán. Và nếu thấy đối thủ cạnh tranh sử dụng phương pháp nào đó thì chúng ta chưa suy nghĩ chu toàn và nên phải tỉ mỉ, đã vội vàng gọi là bắt chước làm theo thì cái tỷ lệ thất bại là khá cao. Mọi người không chia sẻ thì lại luôn đọc tiếp phần 22 nha. Phần 22. Thế mà các anh nói là thương hiệu nổi tiếng, hàng mẫu, làm ăn cầu thả thế này đây. Tình huống cụ thể. Những năm gần đây, tôi đã dốc toàn bộ tinh thần và sức lực để chuyển từ việc đào tạo kinh doanh sang phụ đạo trực tiếp ở cửa hàng. Khi hướng dẫn ở cửa hàng sẽ không chỉ là đào tạo mà còn bao gồm việc chỉ dạy trực tiếp cho học viên. Cho nên tôi thường đến các cửa hàng và quan sát cửa hàng rất kỹ. Trong một con phố chuyên về vật liệu xây dựng ở Giang Tô, tại một cửa hàng bán gỗ đồ gỗ, tôi phát hiện thấy các mặt hàng mẫu trưng bày đều xuất hiện những điểm khuyết điểm nhỏ. Tôi hỏi người bán hàng thì được biết là hàng mẫu nên lắp đặt, khi lắp đặt kỹ thuật không cẩn thận sẽ để xảy ra một số lỗi. Thực ra đây là quan điểm vô cùng sai lầm, bởi vì càng là hàng mẫu chúng ta cần càng phải làm chi tiết và rất tốt. Có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao lại làm như vậy. Nguyên do là vì khách hàng sẽ luôn xem xét hàng hóa ở cửa hàng rất kỹ. Nếu như phát hiện hàng mẫu có điểm gì thiếu sót, họ có lẽ dễ liên tưởng đến sản phẩm trong kho cũng có vấn đề chất lượng. Nếu gặp nhân viên bán hàng có thái độ không tốt, họ sẽ cho rằng sau đây là dịch vụ hậu mãi cũng không chu đáo được. Cho nên khi chúng ta có thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào cho dù nhỏ nhất, bởi vì nó có thể khiến khách hàng rời bỏ chúng ta. Cái phản hồi sai thứ nhất, vấn đề này nhỏ, hầu như thương hiệu nào cũng có, khó tránh khỏi. Phản hồi sai thứ hai, bây giờ khách hàng nào cũng thế, xử lý một cách cháu em một chút là được thôi ạ. Sai thứ ba, để em xem xử lý cho anh nhé, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Người bán hàng nhất định không được coi thường những ý tiêu cực ẩn chứa trong lời nói. Rất nhiều lời chúng ta nói dù cho không có ý nghĩa nhưng lại khiến cho khách hàng cảm thấy không thoải mái
Vấn đề này là nhỏ, hầu như thương hiệu nào cũng khó tránh khỏi. Và bây giờ hàng nào cũng thế, xử lý khéo léo một chút là được. Muốn ngầm nói với khách hàng quá soi mói, không biết nói lý lẽ khiến họ tức giận. Để em xem xử lý cho anh nhé, không ảnh hưởng gì đâu. Có lẽ là hiện tại bạn cảm thấy vấn đề nó rất là nhỏ, chỉ cần xử lý qua một chút là được, nhưng cũng là từ khiến khách hàng thấy nghi ngờ và không còn tin tưởng vào người bán hàng nữa. Phương pháp giải quyết cũng giống như con người, không có ai là không có lúc ốm đau bệnh tật cả. Không có ai dám khẳng định sản phẩm và dịch vụ của mình không hề xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Quan trọng là sau khi xảy ra vấn đề, chúng ta đối diện với nó bằng thái độ nào mà thôi ạ. Tôi cho rằng người bán hàng nên dũng cảm nhận sai, như thế mới được khách hàng thông cảm và khiến vấn đề trở nên giải quyết dễ hơn. Nếu chúng ta thể hiện một mực biện hộ cho mình và trốn tránh trách nhiệm sẽ chỉ khiến khách hàng coi thường và khiến vấn đề trở nên khó giải quyết. Do vậy, nhận ra sai là một làm hành động thông minh. Tuy nhiên, nhận ra sai cũng có kỹ xảo riêng của mình. Thì hôm qua chúng ta buổi đọc sách hôm qua ấy, mà chị An cũng chia sẻ, thì tất cả khách hàng chúng ta coi khách hàng là thượng đế nhưng không phải là hoàng đế, và chúng ta đầu tiên là chúng ta cứ nhận lỗi và chúng ta xin lỗi, sau đó chúng ta khéo léo uyển chuyển để chuyển lại cho khách hàng những cái điều lý luận. Ví dụ hôm qua, ví dụ là khi mà hàng chúng ta là những sản phẩm mà sạch tinh khiết, những dòng omega, mùa hè nắng nóng này rất dễ bị dính và chảy, thì khi mà đưa cho khách hàng mà khách hàng chúng ta không nói kỹ mà nó bị dính chảy nước ra nhau, đặc biệt là cái viên phun xe bóc ấy, một số cái viên đấy đặc biệt tanh rất là khó uống, khi mà nó chảy ra thì thực sự là mở ra ngửi đã thấy mùi buồn nôn rất là khó chịu rồi. Hoặc là khi mà cái chả ngủ mở ra, em ấy hướng uống cái chả ngủ mà để ở cơ quan nào, mọi người thỉnh thoảng cứ quay ra này là ủa cái mùi gì thôi thôi thung thủm khó chịu nhỉ, mà mặc dù mình uống vào mồm thì mình cứ thấy thơm thôi bởi mình yêu sản phẩm mà mình chả cái cảm nhận gì, nhưng mọi người cứ nói mãi mình cũng chả biết là nói gì. Sao ô chết, đúng đấy, sản phẩm của em hay là cái sản phẩm gì, thì bắt đầu nói ra thì tức là mọi người không phải là khách hàng nhưng mà mình cũng đồng ý với quan điểm là đúng cái này là có mùi vậy. Do vậy đây tác giả có nhấn mạnh của chúng ta là đầu tiên chúng ta phải biết nhận sai, nhận lỗi đã, sau đó chúng ta uyển chuyển. Nhận sai cũng cần một kỹ xảo, có kỹ năng để sau đó chuyển hóa những cái sai đó để khách hàng thấy là cái người bán hàng rất chuyên nghiệp và biết cách nói để cho họ có niềm tin với mình. Và ở ví dụ này, trước tiên người bán hàng cần cảm ơn ý kiến của khách hàng đó, nhận sai và cảm ơn ạ. Chuyển chuyển khách hàng từ góc độ người phê bình thành người bạn đóng góp ý kiến đó, đấy là kỹ xảo nha. Chúng ta cảm ơn, nhận lỗi, cảm ơn, và cho đây không phải là vấn đề là chê bai của khách hàng, và cho đây là vấn đề họ đang góp ý với mình và biết ơn khách hàng đã biết góp ý với mình. Tức là mình thì không nhận ra lỗi nhưng chắc chắn người bên cạnh sẽ nhận ra những khuyết điểm của mình và họ nói mình, thì mình phải cảm ơn biết ơn họ. Đấy là những ý kiến đóng góp, đồng thời nhanh chóng đối xử thay đổi sự chú ý việc trải nghiệm của sản phẩm. Dù sao thì sự tồn tại của cái điểm kia cũng không là sự bất lợi đối với chúng ta. Quanh quẩn mãi với nó không phải là cách làm hay, mà việc thay đổi sự chú ý của khách hàng mới là lựa chọn chính xác. Và tác giả đưa ra chúng ta mấy mẫu đấy ạ. Mẫu A, xin lỗi chị, đây là sự sơ suất trong công việc của chúng em khi đưa ra hàng lên không cẩn thận và mang lên các rắc rối cho chị. Cảm ơn chị đã cho em biết tình hình, em sẽ đổi cái khác cho chị ạ. À, chị đợi em một chút nhé. Khi đối diện với vấn đề cần thành thật xin lỗi khách hàng, bởi vì khách hàng đưa ra vấn đề đó cũng là mong muốn tốt cho chúng ta thôi ạ. À, và sau đó khéo léo nói nguyên nhân nằm ở chỗ đưa ra hàng nên không cẩn thận, đồng thời lập tức đổi cho khách hàng xem. Mẫu B, chị à, cảm ơn chị đã nói cho em biết điều này. Em biết chị cũng muốn tốt cho chúng em thôi. Em lập tức phản hồi lên công ty và nhanh chóng có sự điều chỉnh ngay. Em thực sự rất cảm ơn chị. Chị cho em hỏi, hôm nay chị muốn xem... chấm 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 hay chấm 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 đó.
câu hỏi gợi mở, đặt câu hỏi để chuyển sự chú ý của khách hàng, giải thích chân thành cảm ơn khách hàng vì đã đưa ra ý kiến đóng góp, đồng thời thể hiện rằng sẽ nhanh chóng báo cáo với công ty để khách hàng cảm thấy chúng ta coi trọng vấn đề của họ, sau đó hỏi về nhu cầu của khách hàng để chuyển chủ đề khác. Đó, thì cái vấn đề này mà em Hải Hương cũng gặp nhiều, ví dụ như trong đóng gói bao bì sản phẩm ấy. Như ông Vọng nói về đóng gói, thì ví dụ mình là người tự đóng gói, mình có trách nhiệm, khi đó mình cũng sẽ nhận lỗi, mình hỏi về nhân giao hàng. Nhưng từ công ty ship thẳng về nhà khách hàng thì rất nhiều trường hợp là những cái lọ bị bật nắp, bị bóp méo, nói chung là hình thù nó trông rất là đáng thương, loại sản phẩm trông nó cảm giác như là hỏng hết ạ về bên ngoài, và đặc biệt những viên omega nó bẹt ra, nó thậm chí chảy nước ra. Và khách hàng ngoại hương còn có những loại serum đóng không hiểu nhà mà nó còn bật nắp chảy hết nước ra, nó chỉ còn gần như còn đỏ không. Thì nếu mà cái này là do công ty chuyển về mà khách hàng phản hồi với chúng ta, mà chúng ta chốt được đơn đấy, chúng ta đưa ra khách hàng những ý khách hàng phản hồi với chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ có cái cách là chân thành cảm ơn khách hàng, và mình sẽ có báo cáo cảm ơn chị đã đưa ra, chị chụp lại cho em xem như thế nào, chị quay lại cho em sẽ phản hồi về công ty ngay, gửi mail cho công ty ngay để công ty sẽ giải quyết xem với tình huống này như thế nào. Và mình cũng sẽ nói như vậy, bởi vì lúc mình là người không phải đóng hàng và biết 10-10 là đấy là do lỗi của bên đóng hàng, không phải nói lỗi sản phẩm. Nhưng mà mình cũng sẽ có phản động ý kiến đồng tình với khách hàng đó, và chúng ta sẽ đưa lại lời ngay đó để khách hàng có sự yên tâm và khách hàng thấy rằng là à, cô ấy đang phản hồi rồi, và hiểu thừa hiểu rằng đương nhiên đến công ty mà chúng ta có rất nhiều ý kiến mà sản phẩm móp béo méo hay là nhầm lẫn đó, và công ty đã hướng dẫn là phải quay video từ đầu, nhưng mà chúng ta cũng lỗi là chúng ta chưa hướng dẫn kỹ càng khách hàng, mà không may bị thiếu sản phẩm mà chúng ta phản biện công ty không được ấy, thì chúng ta phải âm thầm ngậm ngùi là có khi phải chuyển lại thiếu sản phẩm đó, và chúng ta sẽ nói với ý kiến phản hồi là không, vâng chị ạ, công ty đang phản hồi mail và công ty đang giải quyết, chắc 1-2 hôm nữa công ty giải quyết thôi ạ. Bởi vì em là Hương có chuyển trước đây nhá, có chuyển về nhưng công ty không may đóng nhầm và có một lần đóng thiếu, bởi vì mọi người biết sản phẩm chúng ta cái xin 4 và xin 6 rất giống nhau luôn, bị nhầm. Nhầm thì em Hương cũng nói thế, bởi vì họ quên không quay video khi mở nắp hộp. Thì khi mà đưa lại công ty phản hồi lại đã có hướng dẫn như vậy, thì em Hương thôi âm thầm cứ nói là gửi mail tới công ty rồi, công ty sẽ phản hồi lại sau 1-2 ngày. Và sau 1-2 ngày em Hương nói là chị ơi, chị chuyển lại cho em đi, đến đây em sẽ nhận lại phí ship, chị chuyển lại để người nhận trả ship và em sẽ chuyển lại cho chị, công ty phản hồi lại rồi em sẽ chuyển lại hàng cho chị. Và đôi lúc mình chấp nhận mình chuyển lại thì cái hàng đấy, lấy hàng mình ra chuyển, chỉ có cách đấy thôi ạ, chứ không có cách nào khác, bởi vì mình quên, mình không hướng dẫn khách hàng mình quay video đó. Không biết là mọi người có làm xử những tình huống đấy giống em bà Hương không, bởi vì rất nhiều lần công ty đã hướng dẫn là phải quay video nhưng khách hàng không quay video, mở ra bị nhầm số lượng đấy thì chờ mà kiểm kê được hàng rất là lâu, và làm cho khách hàng của chúng ta sẽ cảm giác là không yên tâm, không tin tưởng cách làm của công ty là một tập đoàn quốc tế. Nhưng bởi vì con người mà, con người làm thì chắc chắn là có sai có nhầm là chuyện rất rất bình thường, nhưng khi chúng ta giải quyết khéo léo thấu đáo đó thì khách hàng sẽ có niềm tin và sẽ hoan hỉ ngay. Và quan điểm của tác giả sẽ nói nha, nhận lỗi sai là một cách làm thông minh nhất, khiến vấn đề trở nên dễ giải quyết hơn nhất. Tác giả luôn luôn nhấn mạnh trong mọi thông suốt của sách này, chúng ta luôn nhận và đồng cảm với khách hàng và mở rộng nghệ thuật phê bình và tuyên dương nhân viên. Nhân viên bán hàng là lực lượng quan trọng quyết định đến doanh thu của cửa hàng. Nhân viên bán hàng có tích cực chủ động trong công việc hay không sẽ quyết định trực tiếp đến mức độ hài lòng của khách hàng và thành tích bán hàng của cửa hàng. Trong quản lý cửa hàng bằng ngày, khó tránh khỏi những việc nhân viên cá biệt làm việc không phù hợp với yêu cầu của công ty. Lúc này cấp quản lý phê bình khiển trách, còn đối với những nhân viên có biểu hiện xuất sắc thì cần kịp thời biểu dương. Trong quá trình nghiên cứu về bán hàng, tôi phát hiện ra rất nhiều quản lý và lãnh đạo chưa tốt
về phương diện này. Vậy làm thế nào để khen thưởng và khiến trách nhiệm nhân viên cho thật chính xác? Mục đích của việc khen thưởng và phê bình nhân viên, nếu không kịp thời khen thưởng và động viên những nhân viên có thành tích xuất sắc thì chẳng cách nào gạt bỏ những đóng góp của họ. Điều này sẽ làm giảm đi tính tích cực của họ, khiến cho họ không muốn cố gắng cống hiến trong công việc như trước nữa. Đương nhiên, khi nhân viên làm không tốt mà không khiển trách phê bình thì cũng chẳng cách nào cổ vũ họ tiếp tục mắc những sai lầm đó, đồng thời cũng là cách là sự coi thường đối với những bạn nhân viên làm tốt trong việc. Cho nên việc phê bình khen thưởng chính là quy tắc làm việc trong cửa hàng. Thời cơ phê bình và khen thưởng nhân viên, khen thưởng và trách phạt nhân viên cần đúng thời cơ, nếu không sẽ phản tác dụng. Khen thưởng nhân viên có cần làm rầm rộ sôi nổi không, vì thế có thể tạo được bầu không khí tích cực phấn đấu trong cửa hàng. Khi trách phạt nhân viên cần cố gắng tiến hành trong một phạm vi nội bộ, tuyệt đối không được trách phạt trước mặt khách hàng, nếu không sẽ chạm đến lòng tự trọng của nhân viên, từ đó không đạt được mục đích của việc phê bình. Phương pháp 3, phương pháp khen ngợi và phê bình nhân viên. Rất nhiều quản lý hoặc chủ cửa hàng đều cảm thấy khen thưởng nhân viên rất dễ dàng, nhưng khi phê bình nhân viên lại cảm thấy rất là khó, sợ mất lòng và không muốn làm điều đó. Thực ra, nhân viên khiến cho lãnh đạo và ông chủ khó xử lý chính là họ không hiểu rõ địa vị của mình. Phê bình nhân viên chính là đang giúp họ để họ nhận ra lỗi sai trong việc của mình, từ đó thay đổi theo hướng tốt lên. Phê bình và khen thưởng cần nhằm vào sự việc cụ thể của nhân viên. Khi phê bình không thể để cho nhân viên có ác cảm, mà theo chúng ta nên lấy thân phận làm người giúp đỡ để trao đổi với nhân viên, dẫn dắt họ phát hiện ra vấn đề của mình, hoặc đưa ra những gợi ý nhân viên có phương pháp làm việc tốt hơn. Nhân viên cần được khuyến khích, do đó trong cửa hàng cần tạo dựng được bầu không khí khen ngợi, phê bình một cách công bằng, công tâm và công khai. Điều này sẽ giúp cho công việc của mỗi cá nhân đều được tiến hành một cách có quy tắc rõ ràng, để mọi người hiểu rõ định hướng công việc của mình. Người quản lý và ông chủ chính là những người đặt ra những quy định với những nguyên tắc này. Thì cái này, cái phần mà ba ý kiến này, nó cũng chỉ áp dụng vào cái nghề truyền thống khen thưởng. Khi chúng ta là một ông chủ, chúng ta sẽ có khen thưởng và khen chê rõ ràng, khen thưởng rõ ràng để khen thì khích lệ, nếu mà chê họ ở trước mặt khách hàng và chê họ một cách thậm tệ, nó mắng sát phạt họ thì chắc chắn họ sẽ rời bỏ chúng ta và nó sẽ là quay lại phản biện. Nếu họ ở lại ý, bán hàng cho chúng ta thì chắc chắn họ sẽ là luôn luôn là đối thủ chúng ta luôn. Họ sẽ làm cho cửa hàng chúng ta, ví dụ khách hàng nào thì họ sẽ âm thầm như là đuổi đi thôi, họ nói xấu, họ không trung thực. Do vậy ở đây cần cái cách khen chê thì chúng ta cũng ứng dụng để khen chê khi chúng ta làm việc với những sản phẩm chúng ta thôi. Thái Hương dừng lại cái phần đấy ở đây, thì chúng ta thôi cũng đến 6 giờ rồi, thôi chúng ta cũng xin dừng cái việc ở đây. Thì Thủy ơi, mai chị Hương trực ở viện thì Thủy đọc tiếp cho chị nhá. Hôm nay chị Hương trực thì sáng mai ở viện sẽ sợ là Dạ chị. ok, thì xin chào Cảm cả ơn nhà. Hoài Hương rất là nhiều. Cảm ơn Cảm chị ơn nhiều. chị Hoài Hương.